nghĩ nha, chẳng lẽ Nga với Tàu thế nào cũng bị Mỹ đánh, nước Tàu cũng sẽ chia 5 sẽ 7, chẳng lẽ Việt Nam là nước duy nhất vẫn còn giữ được cái thể chế ngày hôm nay à? Hay là Đạo Phật nó phải như vậy? Tại vì cái này là cơ vận, mình nói để cho mọi người có sự chuẩn bị, để mà có sự hòa đồng, để mà ở bên nước để mà đón tiếp những cái người có tài ở hải ngoại về để mà giúp nước, thì họ cũng có lợi, bên Mỹ cũng có lợi, chỉ vậy thôi, gọi là hòa đồng dân tộc. Chứ đâu phải mà lên đây nói mấy câu nước Việt sắp bị chiến tranh cái là mấy, chắc mấy người Trung Quốc với đông này nè, nó biết được tiếng Việt vô đây là ông sùm. Nước Trung Cộng sẽ chia 5 sẽ 7. Cái đây Việt nói 3-4 năm trước, Trung Cộng như một cái khối thép khổng lồ, chỉ có ở trên mới có thể tiêu diệt được. Đó là phải cho 5 cái nạn, thì nãy để 5 cái nạn: kinh tế, chiến tranh, bệnh dịch, thiên tai và năm thứ đó, nãy kịp để đó là tổng cộng 5 thứ. Ở ngoài đó đó, ai mà chặn được cái đám mấy thằng tình báo Hoa Nam nó vô đây, nó giả tiếng Việt vô này, nó đâu có muốn nước Trung Cộng cho 5 sẽ 7, mà thiên cơ nói gì kiện nói vậy thôi, chứ mình đâu có biết là sao. Và đồng thời á, khi mà Trung Cộng nó đánh Đài Loan, nó đánh luôn Việt Nam mình á, thì cho mình biết vậy thì mình nói để cho nước mình có sự phòng thờ. Người nào mà chửi Kiệt á, làm ơn nhắn tin cho Kiệt có tên để Kiệt khấm nha quý vị. Chứ chửi lén hay chửi nickname vậy là ở trên mấy ngày biết hết á.